Em xin gửi lời chào thân mến đến quý vị khán giả và các bạn đang xem kênh Vlog Đường Phố. Em xin tiếp tục chia sẻ thêm những thông tin quan trọng liên quan đến thầy Minh Tuệ, đặc biệt là vấn đề Long Không Đồng. Trong thời gian gần đây, Long Không Đồng đã gây ra nhiều tranh cãi và xôn xao trong cộng đồng mạng, dẫn đến việc nhiều kênh YouTube khác cũng đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng vẫn còn một số khán giả tin tưởng và mê muội vào những thông tin sai lệch liên quan đến Long. Long Không Đồng còn được gọi cái tên là Trần Thanh Long mặc dù được coi là người tu tập từ rất lâu nhưng từ khi em biết đến thầy minh tuệ và các câu chuyện liên quan đến long em nhận thấy rằng long không hề gặp may mắn hay thành công ngược lại long thường xuyên có những phát ngôn và hành động gây phản cảm trong các buổi livestream điều này đã khiến em cảm thấy cần phải lên tiếng em có xem qua các buổi livestream của long để chứng minh rằng long không phải là người tu tập theo thầy minh tuệ mà chỉ đến thầy để đánh lễ thay cho những người không thể đến thực tế thầy minh tuệ đã nhìn thấy được con người này theo như chính miệng Long thuật lại rằng anh làm từ thiện nhiều bao nhiêu cũng không bằng từ thiện giới cho mình. Tu tập, làm thiện nhưng mà khi thầy nói anh từ thiện giới cho anh, anh làm thiện lớn cỡ nào cũng không bằng anh từ thiện giới cho anh. Long phăng ra mà Long thấy khủng khiếp, trời cái lời khai thị nói hoài cũng không hết nổi luôn. Vì Long có giới đâu mà giữ chỉ chăm chăm kêu gọi mọi người gom tiền từ thiện thôi. Mà em thấy Long làm từ thiện ở tận Ấn Độ, Việt Nam gần thì không làm, làm ở Ấn Độ làm chi, để khỏi sao kê phải không? Và em cũng khẳng định rõ ràng rằng Long không hề có nhu cầu học hay làm theo thầy Minh Tuệ. Khi mình gặp được thầy với cái cái khởi đầu của mình như thế nào thì gặp thầy xong thì như thế đó thôi. Mình gặp thầy chỉ là đảnh lễ à, cho những cái người yêu quý thầy mà không được gặp thầy mà những người gửi gắm mình đảnh lễ thầy thỉnh an thầy rồi là thỉnh thầy vào trong nam thôi chứ mình không có nhu cầu học cái gì ở thầy hay là làm theo cái gì ở thầy hết Em chỉ ra rằng các bằng chứng mà em thu thập được từ các buổi livestream của Long để bán hàng hoàn toàn dựa trên sự thật. Điều này chứng tỏ Long đi gặp thầy để đánh bóng tên tuổi để được nổi tiếng hơn và khách hàng tin tưởng hơn. Trong video, Em cũng kêu gọi mọi người hãy ngừng tin tưởng vào những thông tin sai lệch và hãy tỉnh táo tìm hiểu kỹ trước khi tin vào bất kỳ ai. Cuối cùng, em cảm ơn khán giả đã xem video và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh trong các video tiếp theo.